Sau một thời gian dài chuẩn bị, hệ thống tập võ tự do UFC Gym nổi tiếng thế giới đã chính thức được ra mắt tại Việt Nam vào chiều tối ngày hôm qua, 18 tháng 10, tại tầng 3 khu phức hợp Thảo Điền Pearl ở quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện thu hút được sự quan gia tham gia đông đảo của các khách mời từ trong và ngoài nước, trong đó có sự ủng hộ lớn từ phía những ngôi sao của làng giải trí Việt. Rộn ràng, hoành tráng và nóng bỏng là những gì người ta thấy ở sự kiện ra mắt thương hiệu UFC Gym Việt Nam với chủ đề Las Vegas Night vừa diễn ra vào buổi tối qua tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó có sự góp mặt của nhiều gương mặt ngôi sao như huyền thoại UFC Gym hàng đầu thế giới, The Iceman Liddell, cùng những tên tuổi nổi bật của làng giải trí Việt. Là một cái người yêu thể thao, Ngọc Ánh luyện tập cái môn boxing cũng được một thời gian rồi. Và khi UFC về Việt Nam thì phải nói là rất là vui. Anh đến với môn thể thao này, đầu tiên thì mình định khám phá mà mình cũng thử là không biết là nó có hợp với nữ không. Nhưng mà khi mình tập thì mình rất là thích, bởi vì đầu tiên là nó giải stress rất là nhiều. Cái thứ hai là nó làm cho cái cơ thể của mình nó thon lại, nó săn chắc lại và nó rèn luyện từ bên trong ra bên ngoài. Và rèn luyện cho mình cái tinh thần nhanh nhạy và cái phản xạ rất là nhanh. Trước đó, diễn viên Trương Ngọc Ánh và Hoa hậu Lan Khuê là hai trong số những người đẹp đã có những trải nghiệm đầu tiên với bộ môn võ tự do và thể dục thể hình cùng với huyền thoại Chuck Liddell. Đây dự kiến sẽ là bộ môn thể thao thu hút được sự quan tâm đông đảo của người dân, đặc biệt là những người làm việc trong lĩnh vực thể thao và nghệ thuật. UFC Gym này thì đã được biết thế giới làm quen rất là lâu rồi, và khi mà về Việt Nam thì nó rất là tốt cho các bạn trẻ, các bạn nam và các bạn nữ, và đặc biệt là nghệ sĩ, vì nghệ sĩ nhất là những diễn viên lúc nào cũng cần một thể lực tốt, và đặc biệt là phải có phẫu thuật thì chúng ta mới phát triển được cái phim điện ảnh và phim phẫu thuật. Nhìn của anh có vẻ mảnh mai như vậy thôi, nhưng mà thật sự là mình cũng rất là thích những cái gì mà nó mạnh mẽ hơn, và đặc biệt là thích, rất là thích võ thuật. Trước đây thì mình cũng có đi học rồi, và khi mà UFC Gym về Việt Nam thì nó vừa có thể tốt cho sức khỏe của mình và vừa làm cho tinh thần của mình thoải mái, và đặc biệt hơn nữa là ví dụ như mình có một cái dự án phim hành động nào đó thì mình có thể bắt tay ngay vào công việc của mình mà không có một chút do dự hoặc là mình không có một cái chút e dè gì hết. Khác với các trung tâm khác, UFC Gym là nơi huấn luyện thể hình kết hợp với võ tự do dành cho nhiều lứa tuổi, những ai mong muốn có một cơ thể thon gọn và có độ bền bỉ dẻo dai. Đại diện cho một thế hệ phụ nữ trẻ rất là yêu thể thao thì bộ môn này thường thường là như cũng đã tập rồi, để dùng là gọi là cái từ là chai lì á, thì bộ môn này rất là phù hợp cho những người phụ nữ thích những bộ môn mạnh mẽ. Là một trong những nước châu Á đầu tiên có UFC về đây, và cảm giác của những nghệ sĩ thì giống như các bạn thấy rồi, hôm nay tất cả mọi người đều đến đây để góp mặt, để chia sẻ niềm vui với UFC. Mình nghĩ là người dân cũng giống như là thiểu của Việt Nam sẽ rất là thích, nhất là những chàng trai lực lưỡng. Và giống như Mi là một người phụ nữ rất là nhìn rất là mảnh mai, nhưng mà thật sự Mi rất là yêu thích boxing. Châu Á là cái nôi võ thuật của thế giới. Vì vậy khi UFC Gym chính thức được ra mắt tại Việt Nam là kỳ vọng lớn của những người mê thể thao nói chung và võ thuật nói riêng. Sự kiện này được coi như một ngày hội ở trung tâm UFC Gym đầu tiên tại châu Á, đặt tại Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Dự kiến trong thời gian tới sẽ có 4 trung tâm UFC Gym tiếp tục được mở rộng, nhằm mang môn thể thao này tới gần hơn với tất cả mọi người.